Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh Ta. Tin tức ngày 25 tháng 10 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Lở đường sắt Bắc Nam, nhiều khu phố ở quận Nam ngập sâu hơn 1m và đến hơn 16 giờ chiều ngày 24 tháng 10, nhiều khu vực ở quận Nam vẫn ngập sâu tại khu phố Phương Hòa Tây, thành phố Tâm Kỳ ngập từ 1m đến 1,5m, người dân phải di chuyển bằng thuyền thúng. 7 giờ sáng ngày 24 tháng 10, 251 người mắc kẹt tại ga Tam Kỳ do sạt lở đường sắt Bắc Nam, lực lượng chức năng đã điều xe buýt đến trung chuyển hành khách vào Quảng Ngãi. Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đường ray nối giữa hai ga núi Thành và Quảng Nam bị và Trị Bình, Quảng Ngãi bị sạt lở không thể di chuyển. Do đó, chuyến tàu SE7 chở 251 hành khách di chuyển từ Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh mắc kẹt tại ga Tam Kỳ Quảng Nam và đợi trung chuyển. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh Quảng Nam, Trung tá Trần Minh Hiếu cho hay thì do sạt lở nghiêm trọng một đoạn đường sắt khoảng 40m trên địa bàn nên 251 hành khách đi chiến tàu SE7 đã phải xuống ga tâm kỳ. Khi nhận được thông báo từ ngành đường sắt về việc gián đoạn trong vận chuyển hành khách do sạt lở một điểm tại đường ray từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam do ngập lụt sâu đoạn qua địa bàn ga Quảng Ngãi và về lại ga Tâm Kỳ để tiếp tục hành trình di chuyển ra Bắc Nam, Trung tái Hiếu nói. Và anh Nguyễn Như Phúc, 38 tuổi, di chuyển trên chuyến tàu SE-7 từ thành phố Đà Nẵng vào thành phố Yên và đang kẹt tại đây từ 2 giờ sáng đến nay. Tôi đến ga Tâm Kỳ thì được thông báo có sạt lở phía trước nên ngồi sau tàu đợi đã được hơn 7 tiếng. Giờ lên, xe trung chuyển an tâm và anh Phúc nói. tám giờ sáng nay, nhiều khu vực ở thành phố Tâm Kỳ, Quảng Nam như là phường Hương, An Phú, Tân Thành bị ngập hơn 1 mét. Và ở khu phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh bị ngập nặng, có nơi cao hơn 1,5m. Nhiều gia đình sáng nay vẫn tất bật dọn dẹp đồ đạc, di chuyển tài sản lên đường Trần Đại Nghĩa để tránh lũ. Vì một giờ thành phố Tâm Kỳ vẫn còn ngập sâu một số khu vực như là phường Hòa Hương, An Phú, Tân Thạnh. Nước trên sông Tâm Kỳ đã dâng lên đường ngập sâu gần nửa mét, một số khu vực trũng sát bờ sông ở nơi ngập đến 1,5m, người dân di chuyển bằng ghe. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết thì hiện trên địa bàn thành phố đang có một số địa điểm ngập nước rất sâu. Thành phố đã di dời gần 1.500 nhân khẩu đến nơi an toàn. Nhiều khu vực ngập sâu như là phường Phước Hòa đã phải di dời hơn 80% nhân khẩu. Ông Ảnh thông tin thêm thì nước vẫn tiếp tục đang dâng, đặc biệt khu vực các xã phường vùng đông Tâm Kỳ phía dưới đường Phan Chu Trinh trở xuống ngập sâu đến 1,2 m 16 giờ 15 tại khu phố phường Hòa Tây phường Hòa Thuận thành phố Tâm Kỳ nước vẫn còn ngập từ 1m 1 m đến 1,5 m và đó là thông tin ngày 25 tháng 10 năm 2021 và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like một chia sẻ một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi và nhớ đừng quên để đăng ký và chuông nhé tạm biệt